Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bà trùm thần số học lại không biết trước số phận chồng mình. Ngày 18 tháng 1, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận về bà trùm thần số học, vợ củi tươi Nguyễn Quang Thông của Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính với lời dẫn kèm theo. Báo Tiếng Dân dẫn sự kiện hai khúc củi Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên vừa bị cho vào lò, và cho biết cư dân mạng không chỉ bàn tán về nhân vật được cho là bất khả chiến bại Nguyễn Công Khế, mà mọi người còn xôn xao về vụ bà thần số học Lê Đỗ Quỳnh Hương, vợ của ông Nguyễn Quang Thông. Theo đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, chỉ hơn 3 tuần trước khi chồng mình bị bắt, bà Quỳnh Hương có đăng tải video trên YouTube chủ đề "Nằm thế giới số 8 dưới góc nhìn nhân số học". Trong video này, bà nói về ý nghĩa đặc biệt của con số 8 trong năm 2024, cũng như đưa ra những lời khuyên cho các cá nhân và cộng đồng. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Nhưng báo Tiếng Dân cho hay, khi năm 2024 vừa qua được hơn 2 tuần, thì chồng bà, ông Nguyễn Quang Thông, vào lò. Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh diễn giải, bà Quỳnh Hương nói về con số 8 năm nay, nhưng đó là số 8 nằm ngang, tức là cộng số 8 cộng tay chồng bà. Báo Tiếng Dân dẫn bình luận của nhà báo Đỗ Cao Cường rằng những người nghe chị phán đều đoán trước được tương lai, tránh được mọi rủi ro bệnh tật, tiêu biểu như chồng của chị vừa mới bị bắt ngày hôm qua. Bài viết của Facebooker Dương Quốc Chính về lời bào chữa của bà Quỳnh Hương về những ý kiến nhạo báng sự thần thông diệu toán của bà, nội dung như sau. Mình chỉ nhớ chị Quỳnh Hương này là MC xinh xinh ở HTV, giọng nói hay và sến, rất hợp với các chương trình tâm sự cần nhiều nước mắt. Sau vụ anh nhà chị ấy bị bắt, mọi người nói thì mình mới biết chị ấy còn là bà trùm về thần số học. Lúc ấy mình mới Google, nghiên cứu tí về cái này, hiểu đại khái nó như một dạng tử vi tướng số mà quy về các con số để luận. Nhưng tuốt này thì không bàn về cái đó. Hình ảnh vợ chồng ông bà Nguyễn Quang Thông và Lê Đỗ Quỳnh Hương. Mình chỉ thấy lạ là chị Quỳnh Hương viết tuốt này có vẻ như bào chữa Thanh Minh khi dư luận hôm qua có ý dè biểu rằng chị thần thông quảng đại, bụng đầy bồ thần số mà không cứu được chồng. Quan điểm của mình là dư luận dè biểu như vậy thì cũng sai, vì đã xác định thần số, chị ấy gọi là nhân số, thì là dạng tử vi, thì làm sao mà giải cứu được bất kỳ ai. Người giỏi mấy môn đó thì biết được trước gần đúng thời điểm mà nguy hoặc cơ sẽ xảy ra. Đại khái là biết được trước lộ trình của đời người thì đỡ bất ngờ, chứ làm sao mà cãi số được. Đúng ra chỉ cần trả lời dư luận ngắn gọn, tao xem số chứ tao có cãi số được đâu. Hình ảnh hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên mới bị bắt. Vì thế cách mà chị Quỳnh Hương cãi chính mình thấy cũng không ổn, và cái sai nhất của chị là cho rằng anh nhà bị bắt là do nghiệp quả. Nếu áp dụng cái tư tưởng đó vào cuộc sống thì lưu manh, trộm cướp gì cũng chẳng làm sai, mà là do nghiệp quả hết. Rồi áp thêm cái tư duy Phật Pháp là gieo tiếp nhân lành, kiểu đi cúng dường là đỡ mang nghiệp chăng. Tư duy này phổ biến ngoài xã hội lắm, nên quan lại và giang hồ đi cúng dường làm từ thiện nhiều nhất luôn. Cái buồn cười nữa là tư duy tích cực, đầy chất self-help của chị, đó là biến nguy thành cơ, nhân chuyện đi tù có thể học hỏi, biết thêm được nhiều điều quý giá. Đúng là một trải nghiệm quý giá, mấy ai được đi tù để được học hỏi đâu. Nhân đây mình muốn hỏi mọi người là sao gần đây có trend dùng từ biết ơn bậy bạ khắp mọi nơi. Mở mồm ra là biết ơn đủ mọi thứ, biết ơn cuộc đời, biết ơn cái biểu đồ, biết ơn các vật vô tri vô giác. Mình có cảm giác cái trend này nó từ mấy lớp dạy self-help chữa lành mà ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin bà trùm thần số học lại không biết trước số phận chồng mình. Nghịch lý về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tham nhũng. Ngày 16 tháng 1, AFP Tiếng Việt đăng bài bình luận "Tăng trưởng suy giảm khi căng thẳng chống tham nhũng" của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư. Tác giả cho rằng có sự giao thoa phức tạp theo tính chất, thời gian giữa hai phạm trù tăng trưởng kinh tế và tham nhũng, là một thuộc tính quan trọng của mô hình phát triển hiện nay. Hình ảnh bài bình luận trên AFP. Tác giả viết bài này nhằm nhận diện và giải mã nghịch lý trên, vì trong thực tế chuyển đổi thị trường, điều này có ý nghĩa quan trọng. Những câu hỏi cần được trả lời là thực chất về biểu hiện của mối quan hệ này là gì, chống tham nhũng đang hủy hoại động lực tăng trưởng thế nào, thời kỳ tăng trưởng nhanh đang kết thúc. Theo tác giả, có nhiều hình thức tham nhũng, trong đó có một hình thức mang tính cấu trúc hay chính trị nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan. Nó phản ánh hành vi chia chác số tiền chiếm đoạt được từ công quỹ, tiền dự án, gian lận thuế giữa các chủ thể tạo ra tăng trưởng như doanh gia, hộ hay cá thể kinh doanh và các quan, công chức khi thi hành công vụ, thường bằng cách đưa và nhận hối lộ dưới nhiều vỏ bọc như quan hệ thân hữu, bảo kê, nhóm lợi ích, nhằm bôi trơn bánh xe của guồng máy cai trị để vượt qua những bất cập, rào cản trong môi trường kinh doanh hay lách những khoảng trống kiểm soát quyền lực dưới chế độ tập quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chuyển đổi kinh tế thị trường. Hình ảnh toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ Việt Á. Tác giả nhận xét, nghịch lý này có thể cảm nhận xu hướng nếu đặt hai dãy số liệu về tăng trưởng GDP và chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI theo thời gian năm. Chẳng hạn, tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân từ năm 1991 đến nay quanh mức 7% và có xu hướng giảm, trong khi CPI là 39 trên 100 điểm, xếp thứ 87 trên 190 quốc gia và có xu hướng tăng. Tác giả cho biết ở Việt Nam chưa có nghiên cứu định lượng thuyết phục về nghịch lý này, nhưng thực trạng tăng trưởng kinh tế suy giảm và tham nhũng vẫn nghiêm trọng tràn lan, cho thấy chống tham nhũng đang ở vào giai đoạn rất căng thẳng. Đây là một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn. Tác giả nhận xét, chiến dịch đốt lò đã được hơn 10 năm, nhưng các đại án tham nhũng thì vẫn liên tục được điều tra xét xử. Những dấu hiệu đặc trưng của các án tham nhũng là trong mỗi vụ án đều có các cán bộ đảng viên, quan tham đủ loại, trong đủ các bộ, ngành, khu vực công, dân sự và quân sự, các cấp trung ương và địa phương. Mỗi vụ án tham nhũng đều cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa các chủ doanh nghiệp, đối tượng chủ yếu tạo ra tăng trưởng và các quan chức suy thoái, cấu kết nhằm trục lợi. Hình ảnh cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người phải từ chức do có liên quan đến Việt Á. Chẳng hạn qua hành vi đưa và nhận hối lộ để chia sẻ số tiền chiếm đoạt, trong đó phần lớn có nguồn gốc là tài sản công, tài sản cá nhân khác hoặc đất đai, sở hữu toàn dân theo luật bất thành văn. Từ lâu trong dư luận người ta bàn luận về kiểu văn hóa phòng bị như một chất xúc tác không thể thiếu trong các phi vụ làm ăn mờ ám, mà nếu có nó thì các đối tác thêm vững tin hành động. Tác giả kết luận, chống tham nhũng ồn ào, các bản án tù nặng nề và tuyên truyền quyết liệt để nỗ lực cứu chế độ đang làm sống lại mô hình chuyên chế kiểu cũ, trong đó tinh thần và động lực kinh doanh bị hủy hoại, đồng thời với tự do dân chủ và nhân quyền. Nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan, như trình bày ở trên, vừa là thuộc tính của chế độ cộng sản toàn trị, vừa là cảm biến đang cảnh báo về thời kỳ hoàng kim của mô hình tăng trưởng có xuất xứ từ Trung Quốc đang kết thúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin nghịch lý về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d